Xin chào quý vị khán giả của Du Bát Han nhé. Hôm nay thì mình đi lên trên Lào Cai và có gặp cái chợ phiên Tả Phơi. Tả Phơi thuộc xã Tả Phơi luôn các bạn ạ. Chợ này thì mình thấy là có đông người đồng bào người Dao các bạn ạ, người Dao ở trên này. Và một số dân tộc khác nữa thì mình cũng chưa rõ lắm bởi vì lần đầu tiên mình đến cái chợ này. Đây từ ngay từ phía ngoài mọi người mua bán rất là đông rồi. Chợ này thì cách thành phố Lào Cai khoảng 10 km các bạn ạ. Nó gọi là nằm ở ven của thành phố Lào Cai nhưng mà cái không gian chợ nó rất là mộc mạc. Đó. Ngay từ ngoài này cũng thấy mọi người đây, bà người Dao này, trang phục người Dao rất dễ nhận ra, có nhiều màu đỏ, bán các cái loại măng, rau. Ồ. Em có cái giống chó gì nhìn là lạ này? Là nó là chó lai ạ. À. Chó lai lai như thế nào? Lai cảnh ấy ạ. À. Không biết nói kiểu gì. Chó địa phương lai với chó cảnh à? Nhìn nó khá là lạ, anh tưởng là có một giống chó đặc biệt ở trên này. Anh cảm ơn nhé. Đây bà còn bán phong lan này, bán cả cái cây bổ máu nữa các bạn này. Mọi người bán hàng cả bên kia đường nữa. Không biết là bên kia có cái mặt gì, hàng gì nữa. Đông xe qua lại quá. Lát nó đi về thì mình sẽ đi cái mé bên đó để ghi hình cho nó đầy đủ các bạn. Mình sẽ đi nhanh nhanh vào phía trong chợ xem nào. Đắng một tí nhưng mà ngọt lắm. Đắng một tí nhưng mà ngọt lắm. Chị ơi, cái này là giấy nghiến à hay cái gì đấy? Tâm gửi. Tâm gửi cây nghiến à? Tâm gửi gạo à? À, tâm gửi gạo à? Cái này chữa xương khớp đấy à chị? À, chữa bệnh xương khớp à? Cây này thì mình thấy mọi người hay giới thiệu là tâm gửi cây nghiến hơn. Liệu có phải săn chuối không? Em nhờ tí xíu. Không sao, chị cứ đi vào đi. Ồ, rau muống. Chị ơi, sao mua cây già thế chị? Mua như vậy đun nước tắm. À, đun nước tắm à? Cái này như giống giống như kiểu người Thái ấy nhỉ? Hay tắm bằng cây mùi này? Cây già, mùi già. Tắm với trẻ con. À, tắm với trẻ con, vâng. Em cũng làm nồi về tắm em ạ, da trắng lắm. Vâng, em sợ đẹp trai quá lắm. Đôi xấu xấu rồi dễ sống hơn. cá chỉnh đồng các bạn ấy, những cái con vật nuôi của người dân nuôi được mang ra bán rất là mộc mạc và gọi là nó ăn uống những cái đồ tự nhiên thôi, không phải cái đồ công nghiệp. Cá suối đi. Cá mương suối. Lươn bắt ruộng. Lươn ở ruộng à em? Lươn ruộng nó nhỏ nhỏ thôi đúng không? Thế nếu mà lươn đuôi thì thường là cái con nó sẽ khá là to. Quay lươn phải quay cả người bắn lươn đúng không? Đến lúc mọi người xem cái bảo sao chả quay người, toàn hết quay động vật thôi. Hai vợ chồng trẻ đi bắn lươn à? Phải không? Không phải à? Chị em. Hai chị em. Vâng ạ. Chào chú. Em đây là người Dao hay người gì? Người Giấy ạ. Người Giấy? À. Ở ngoài kia thì chỉ mới nhìn thấy người Dao thôi, nhưng mà người Giấy mình không mặc quần áo truyền thống mấy nhỉ? Nên là không nhận ra. Rồi, chúng ta tạm chia tay với cô gái người Giấy để tiếp tục đi vào chợ nha. Trứng gà đen thả đồi đây. Mấy nghìn một quả chị? 5.000. 5.000 à? Thế cũng bằng trứng gà trắng thôi nhỉ? Bán 6.000
cho cũng mua 3-5 nghìn thôi, trước Tết thì bán 100 nghìn hết. À vâng. Còn bên này cô có cái cây thuốc gì đấy cô? Dạ có. Dạ. Dạ có làm uống rượu. À. Này. Để làm ngâm uống rượu à? Vâng. Dạo dạ cổ lam à? Dạo cổ lam. Gà mía gà xịn đấy thì gà này gà xịn rồi. Gà xịn thì giá cao các bạn ạ. Phải 150-180 một cân. Chợ đây thì cũng có khá nhiều là du khách rồi người dân ở thành phố Lào Cai sang mua bán. Nên là mọi người mặt hàng cũng rất là rất là nhiều cái mặt hàng phong phú của người dân mang ra. Cơ hội bán hàng ở đây là rất tốt các bạn ạ. Kia trung tâm chợ tận kia cơ. Từ nãy giờ mình chỉ đi được cái tí tí ngoài cổng thôi. Chắc là sẽ phải đi nhanh hơn các bạn ạ. Không đi hết được chợ mất. Chợ họp một phiên duy nhất vào chủ nhật các bạn ạ. Nên là mọi người đi đông tập trung vào ngày này thôi. Đây, chị người giấy bán hạt dổi. Hạt dổi thơm lắm, lại cả mật ong rừng. Mật ong rừng giờ đang vào mùa các bạn nhé. Mùa xuân giờ hoa nó nở nhiều ấy là mật bắt đầu nhiều rồi các bạn ạ. Mật ngon lắm rồi các bạn này. Bạn nào có mua mật ong thì alo cho mình nhé. Mình lấy mình gửi cho nha. Đây, toàn cảnh cho các chợ cho các bạn xem đây. Rất là rộng luôn và đẹp nữa các bạn. Hôm nay hơi tiếc là không khí lạnh về, trời nó mù mù. Chứ nếu mà không thì cái không gian nhìn nó sẽ rất đẹp. À đây, cô còn có cả cái cây sâm sâm đất này các bạn này. Cái sâm đất về ngâm rượu này. Đây là dây dây gì đây hả cô? Dạo cổ lam đây à? Cái này để mát gan đấy ạ. Ăn ngon mà. À ăn cũng ăn được luôn đấy ạ. Bình thường có thể là để chữa bệnh nữa các bạn. À giảm béo, giảm mỡ máu đấy ạ. Vâng, giảm mỡ. Vâng. Tốt cho gan. Béo thì ăn thôi. À. À. Béo ăn cho nó bớt béo đi thì nó mới khỏe đúng không ạ? Vâng, cảm ơn các cô nha. Đây cả cây thất diệp nhất chi hoa này, bảy lá này, cây cây này chữa bệnh thận nữa này các bạn này. Đấy. Dâm dương hoắc à? Dâm dương hoắc chữa tốt cho thận đấy đúng không ạ? Vâng, bảy lá một hoa đây. Cái này thì chữa cái gì cô? Thận anh biết thôi. Được dân gian rồi, các cô là cũng biết nó chữa cái gì chứ. Biết thì không nói sợ lộ bài. Đây ba kích đây, cái này cũng tốt cho thận đây. Ba kích này không tím mấy. Ba kích trắng. Vâng. Cây cơm kìa, cơm kìa khô, cơm kìa tươi đúng không ạ? Lá đắng. Lá đắng thì các cô hay để chữa cái gì, hay tốt cho cái gì? Nấu canh ăn thôi. Nấu canh ăn thôi. Ăn đấy nó ngon thôi đúng không? Ăn cơm ngon. Vâng, rất cảm ơn cô. Đây, bên này có lấm ngọc cẩu, gọi là ngọc cẩu trái mùa các bạn ạ. Ngọc cẩu trái mùa thì nó không đỏ, không phải là cái loại đỏ đâu các bạn. Nó màu này thôi. Cây này, cây mướp đắng à? Hay cây ấy à? Không phải chứ, dạo cổ lam cho thấy dây nó bé hơn chứ. À, vâng, rất cảm ơn. Đây lấm linh chi các bạn này. Lấm rừng. Đây các cái bài thuốc gia truyền của người Dao các bạn. Chữa xương khớp, rồi dạ dày, rồi mát gan, bổ máu rất là nhiều. Theo các cái bài thuốc cổ truyền của người Dao truyền từ đời này sang đời kia các bạn. Bạn nào có nhu cầu sử dụng cái loại gì thì có thể alo số điện thoại mình để dưới video, mình sẽ lấy mình gửi cho nhé. Bà bán những cái gùi khá là đẹp. Gùi này to, gùi này để đựng rau, đi rừng lấy rau, lấy thuốc nhỉ bà nhỉ?
Vâng. Rau này, đi lấy rau lợn này. Vâng. Bán rau này. Vâng. To không? Cái này đựng được nhiều. Vâng. Dạ vâng. Em gái có bán điện thoại không? Anh thấy để điện thoại, anh tưởng là bán điện thoại. Bán măng à? Măng ngon các bạn ạ, măng nó béo lắm, nó mới mọc thôi. Đây. Chú cũng bán những cái gùi đan khéo, đan đẹp lắm này. Đấy, cái khu bán những cái đồ gọi là dược liệu này thì rất là nhiều chú quan tâm tìm hiểu để mua. Cảnh mua bán ngoài chợ, các cháu nhỏ cũng đi giúp bố mẹ để bán rau này. Các cháu tự nhặt đi bán để lấy vốn riêng à, phải không? Hay bán cho bố mẹ? Bán cho bố mẹ à? Chú tưởng bán để lấy vốn riêng. Rau su su với lại rau rau ngải các bạn ạ. Giờ chúng ta đi vào trong rồi nhá. Trời, mai đi trời. Em gái này đào gừng xuyên đêm không ngủ à? Hay đi chợ sớm quá? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cháu 14 ạ. 14 ạ, nhưng mà nhìn lớn quá. Đúng, đang tuổi ăn tuổi ngủ phải đi chợ thế này thì thấy thiếu ngủ là đúng rồi. 30.000 một cân gừng tươi. Bỏ cá cho bé thế, thấy bên kia cá to to thôi. Đức Huy. Đây có một ít sâm đương quy tươi các bạn ạ. Củ to lắm các bạn. Ủa, củ này phải gần một cân đấy. Củ đương quy bồi bổ cơ thể rất là tốt. Mà nào có lấy thì alo cho mình. Đây các loại cây dược liệu. Cây bổ máu này, cây mật gấu rồi lấm lim rừng này các bạn này. Lấm lim, lấm linh chi. Cả tươi cả khô các bạn ạ, rất nhiều loại luôn. Bạc kích, củ cắt cánh này, củ cắt cánh bên Bắc Hà rất là nhiều. Me khô có rất nhiều loại nhé, các bạn lấy cái loại này thì alo cho mình nhé. À, sâm ngọc linh này, rất nhiều người bạn là quan tâm đến cái sâm ngọc linh này. Sâm vùi đấy các bạn, sâm vùi, sâm trồng đấy. Cho các bạn xem những củ này thì chắc là cũng để lâu lâu rồi, nó hơi bị mốc mốc một chút này. Các bạn nào lấy thì mình sẽ chọn củ tươi, củ mới cho. Tam thất bên này, thất diệp. Dứa rừng chữa sỏi thận nữa các bạn. Rồi, chúng ta đi tiếp vào trong nè. Bạn nào có nhu cầu sử dụng cái dược liệu gì hỗ trợ điều trị cho một số cái bệnh xương khớp dạ dày các thứ thì alo cho mình nhé. Cà chua mấy nghìn? Dạ, cà chua này 15.000 2 cân đấy ạ. Cái này không được.
Khu trung tâm này các bạn. Khu trung tâm thì chợ vùng cao Hợp Thành, xã Tả Phời. Như vậy là vừa nãy mình đọc cái tên chợ sai các bạn ạ. Xã Tả Phời nhưng mà cái chợ là chợ Hợp Thành chứ không phải là chợ Tả Phời các bạn nhé. Trong này hàng thịt, hàng cá. Mình thấy toàn cá rô không thôi. À đây có cá to này, có cá chấm, cá trôi này. Đi vào đây xem có con nào to không nào. Xin lỗi. Chợ này mình thấy có điều đặc biệt là những người bán hàng rất là xinh. Đấy. Dạ, mấy chị bán cá lại còn các chị xinh bán hàng thôi. Bảo sao mà đông khách đến mua thế này. Quay làng củ to thế. Bánh bao trung tâm ứng dụng công nghệ mới, thép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân. Chủ yếu là mọi người mua bán ở ngoài đường nhiều hơn là phía trong chợ các bạn ạ. Ép chất lượng cao, lấy ngay. Bánh bao đây, sắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, bánh bao nóng đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới, thép dẻo bằng lái xe. Mình đi từ về phía đầu đường đằng này em nào. À, khu này là khu bán gà các bạn, gà với lợn này. Ồ, chợ vùng cao cái gì cũng có các bạn. Tất cả những cái đồ mọi người chăn nuôi trồng ở nhà hàng ngày như thế nào thì mang ra chợ bán như vậy. Vâng, cái gì cũng phải có ạ. Vâng, chào chú. Mỗi khi thấy chợ khác nhiều. Vâng, hôm nay cháu lần đầu tiên đến đây đấy. Vâng. Tôi là người vùng cao rồi, cũng đến một lần nữa. À vâng. Dưới Tết đấy. Vâng. Vinh Vinh. Ồ, bên này nhiều lợn, nhiều gà lắm. Các bà ngồi dọc hai bên đường luôn này. Đấy. Công nhận chợ là cháu thấy nhiều người xinh thật. Vâng, mấy cô bán cá dưới kia mà đến đấy cũng chỉ muốn đứng ngắm các cô ấy chặt cá thôi. Xinh thật. Người Tày ạ? À, lúc đầu cháu thấy bảo trong này chủ yếu là người Dao với người Giấy à, có cả người Tày nữa. À, đấy, cô bán gà này rất xinh này. Nhưng mà những người xinh thì thường là có chồng hết rồi các bạn ạ. À, chờ có chồng. Vùng này không biết ngày xưa là có vua quan gì dừng lại đây không mà sao nhiều gái xinh thế. Toàn đồng khen nhỉ. Thế mới gọi là nhà báo nhỉ. Cháu nghĩ ngày xưa chắc là có vị vua nào dừng lại đây hay sao ấy, nên là cháu không biết rồi đấy, chương trình có mấy cây táo tiên ấy. À, có táo tiên ạ. Cây đào tiên ấy. Vâng. À, thế cháu sẽ bán cái quả đấy ở dưới này để cháu mua. Các ông bỏ quả đấy là quả tiên nên là không dám bán các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà các bạn cứ xem video đấy, các bạn sẽ phải công nhận thực sự là các cô gái ở đây rất là sáng nước luôn. Đây này, vừa nói xong này đấy. Khuôn mặt của các cô gái ở đây ưa nhìn cực luôn. Còn này là cuối con đường ở phía đầu này rồi, mình sẽ đi quay dần ra nhé. Bán được nhiều gà chứ chị? Chị có vẻ nhà có nhiều gà đấy nhỉ? Cái giống gà này, cái màu lông nó cũng lạ lạ nhỉ? Dạ không ạ. Chắc...
Chắc là vùng này có cái giống gà này các bạn ạ. Thấy cái màu lông nó cũng khác biệt. Khu này không biết là có thịt trâu hay thịt ngựa đây à cô? Trâu với bò hay ngựa đấy? À, trâu với bò à? Mọi người bán gần hết phản thịt rồi các bạn. Đây, mọi người đi sớm là tranh mua thịt tươi rồi. Đây, thịt trâu đỏ tươi luôn. Du khách rồi người dân thành phố Lào Cai đổ về đây đông lắm các bạn. Để chọn mua thực phẩm cho nó tươi. Ở đây là thịt dê này. Ô, khu này bán nhiều thịt dê lắm. Nhưng mình không dám quay cái đầu dê. Đây, dãy này là toàn thịt dê luôn, 4-5 bàn luôn các bạn ạ. Qua đây là toàn mùi dê rồi. Đấy, thịt bò đây, đỏ tươi luôn các bạn ơi. Thực phẩm vô cùng là tươi luôn. Vô cùng là tươi sạch. Tươi hơn cái này không dám ăn đâu anh. Dê bò trâu đủ luôn cả các bạn ạ. Đây như đã hứa với các bạn là trên đường về thì mình sẽ đi theo cái đường ven bên này để xem mọi người còn mua cái gì, bán cái gì ở phía bên này nữa. Đó. Ôi kín cái cây cầu luôn. Quả hạt dẻ này, ốc chó này. Ai bán khoai lang ấy cô ơi? Bán thế nào đấy? 10.000 ba lạng à? Cho cháu ba lạng đi, chắc được ba củ đấy nhỉ? Thế thôi, ăn thế thôi. Ba lạng một củ. À đấy à, củ ấy nặng thế à? Thế thì cho hai củ đi. Cho hai củ đi. Tại đợt này tiêu hóa nó không được tốt nên là mua củ khoai về ăn cho nó. Cái đấy đủ được được 20.000 chưa ạ? À thế à, 15.000 thôi à? Thế, vâng, cho trong 20 đi. Rồi. Đấy, điểm tâm buổi sáng nhẹ nhàng thế thôi. Rau củ quả. Ôi dồi ôi. Xem có cái món gì đặc biệt nữa không. Chủ yếu là măng, mùa này là chỉ măng là nhiều các bạn ạ. Đây có quả nhất to và tròn này. Nhót này là bán thế nào đấy hả cô? 20.000 một cân à? Quả nó to tròn nhỉ? Nhưng mà sáng ra chưa dám ăn nhót rồi các bạn. Ăn khoai cho chắc bụng thôi. Đi bắt đầu con nào à? Thế cả Tâm đây không đi cùng, không có người ăn nhót. Ồ cá.
các quả này. Đây cái con chó này. Con nào cũng được lên hình hết. Sớm về với chủ mới nhá. Nó chưa thấy ra này. Xin chào hai cô gái bán măng. Rồi, sao tay đen xì à, tay bốc măng à? Bên đây chắc là ba chị em à? Đây là cháu. Cháu à? Ờ, chứ nhìn em này bé này làm gì mà đã có con được nhỉ? Mấy chị em đi bán măng à, cả cháu nữa. Các cháu đây là người giấy hay người tày? Người dao à? À. Thôi cháu xấu hổ rồi, không quay cháu nữa. Các bạn nhìn cảnh mua bán rất là thích nhá. Đây bà mua cây mía vừa làm gậy chống về xong rồi có thể ăn được luôn này. Đây, cây bổ máu này các bạn. Đó. Đấy mình lại sắp sửa vòng ra đến ngoài đầu chợ rồi đấy. À, rau dền, cái gốc rau dền. Dạ không. Ớt. Ờ. Mình đi hết một vòng rồi. Thôi mình cũng kết thúc video đây để còn di chuyển tiếp không muộn các bạn ạ. Lịch trình của mình bây giờ phải quay về Yên Bái. Có việc buổi sáng nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Các bạn có nhu cầu sử dụng cái đồ gì ở trên này thì alo cho mình nhá. Còn nếu bảo mua khoai luộc này thì không gửi được đâu. Cái gì nó dễ gửi thì gửi thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.